Quý vị ơi, thời nay dạy dỗ con cái không hề dễ dàng chút nào. Thậm chí có lúc tưởng đâu là phải đầu hàng luôn đó anh Cường. Đầu hàng luôn. Vậy thì bây giờ mời Thanh Phương hãy dẫn con đến quán cà phê Táo Vàng ở Thủ Đức đi. Ủa, chứ vậy anh Cường? Cường chỉ tiết lộ 50% thôi nha. Nơi này có những bí quyết giúp phụ huynh cảm thấy việc dạy con trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Vậy thì đành tự đi tìm 50% còn lại vậy. Mời mọi người cùng đi uống cà phê ở Táo Vàng nhé. Táo Vàng là cái giải pháp giáo dục nhân cách và cái tài năng của trẻ. Chúng tôi mong muốn làm thế nào để đưa Táo Vàng đến gần với cuộc sống hơn, và nó được phát triển bởi 50 cái hạt giống ở bên trong con người. Chúng tôi mong muốn làm thế nào để các con cũng như những người làm cha mẹ có thể dễ dàng trong việc mà phát triển, giáo dục và định hướng được cho các con, nuôi dưỡng được cái lòng biết ơn, cái tình yêu thương cũng như cái bản lĩnh của trẻ. Chúng tôi tổ chức ra những cái trò chơi để gắn liền với cuộc sống, và tổ chức ra cái quán cà phê để cho những người phụ huynh và các con có thể đến vừa uống cà phê, vừa nghe nhạc, vừa đọc sách và trải nghiệm và nhìn thấy được những cái tác phẩm của Táo Vàng được hiển thị ra bên ngoài. Để giúp cho các con có thể phát triển được cái nhân cách và cái tài năng của các con, thì Táo Vàng đã cho ra đời 4 cái giải pháp cơ bản. Đầu tiên là chúng tôi tạo ra được những cái bộ sách. Thông qua cái bộ sách, các con có thể phát triển được cái tình yêu thương, cái lòng biết ơn, cái ước mơ, cái bản lĩnh và sự tự lập và những thói quen tốt cho các con. Chúng tôi đã tạo ra những cái sách nói để thông qua đó những cái câu chuyện kể, có những người đọc, có những âm nhạc để các con dễ dàng lắng nghe được những cái câu chuyện trong sách, cũng như thay cho những người cha mẹ có thể đọc sách cho con mỗi ngày. Và thứ ba là chúng tôi tạo ra được những cái phim ngắn, những cái phim hoạt hình và những cái chương trình thực hành để giúp cho trẻ phát triển được cái nhân cách và cái tài năng bên trong trẻ. Các con có thể xem phim hoạt hình, có thể xem phim ngắn và làm những bài tập để rèn luyện được lòng biết ơn, rèn luyện được cái bản lĩnh, cái tài năng cũng như sự tự tin của trẻ. Khi mà em chưa có tham gia các khóa học của thầy và chưa sử dụng áo Táo Vàng á, thì con em nó hay nói là con không thích ở cái ngôi nhà này nữa. Con nó cảm được là mình khó với con á, là mình quá nghiêm khắc với con, và con nó rất là áp lực điều đó. Học những cái khóa học của thầy, đặc biệt là khóa giải mã bí mật con trẻ, em sử dụng áo Táo Vàng thì bây giờ thì mấy anh nó trở nên nó tự tin hơn. Khi mà em đi làm về hay gì đó là con chạy ra là con ôm mẹ, con thương mẹ. Hôm nay mẹ đi làm về mẹ có mệt không? Khi mà con chưa có tiếp cận Táo Vàng, ba mẹ kêu con làm việc gì đó thì phải có điều kiện gì đó con mới làm. Còn khi mà học Táo Vàng xong rồi thì con tự giác con làm luôn, chứ con không có đòi hỏi điều kiện. Chúng tôi có những lớp học kèm theo, có giáo viên sẽ đồng hành cùng với các con để dạy cho các con phát triển được cái bộ não bên trong của mình, giúp cho các con tính toán rất là nhanh, tập trung tốt hơn, cũng như là nâng cao cái hiệu quả học tập của các con. Và điều đặc biệt là các con không chỉ là một đứa trẻ học giỏi mà là một đứa trẻ có một thái độ sống tích cực.